Chiều nay, Quận ủy Thanh Khê tổ chức cuộc họp bàn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai dự án tuyến cống thoát nước Khe Cạn. Đây là dự án trọng điểm của thành phố, đã kéo dài từ nhiều năm nay vì còn nhiều vướng mắc về giải tỏa đền bù. Tại cuộc họp, lãnh đạo Quận ủy Thanh Khê cho biết sau buổi làm việc của lãnh đạo Thành ủy với quận vào cuối tháng 8 vừa qua, quận Thanh Khê đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án. Quận đã phối hợp với thanh tra thành phố ra soát lại toàn bộ tính pháp lý của 108 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, tổ chức tiếp dân đẩy mạnh tuyên truyền vận động, vận dụng tối đa các chính sách đền bù giải tỏa để hỗ trợ người dân, tập trung giải phóng mặt bằng đoạn 150m từ kỳ 150 Nguyễn Chí Hạnh về phía đường sắt, trong đó đoạn dài 39m đã có mặt bằng, bàn giao cho ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên tiếp nhận hạ tầng thi công vào ngày 6 tháng 9. Tuy nhiên, trong 134 hồ sơ phải thu hồi giải tỏa, mới có 26 trường hợp bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công của dự án. Thời gian đến, quận sẽ tiếp tục thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các ban ngành đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, để phục vụ cho việc thi công dự án với tinh thần quyết liệt, hợp tình lý, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân, nhưng phải đúng luật.